Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay lại được gặp nhau ở đây rồi. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một mẹo nhỏ để giúp có thể thoát khỏi cái vấn đề bị chuột rút rất là nhanh. Tôi là Hải Vân, giám đốc công ty Khỏe Đẹp Thập Thông Liệu Pháp, chuyên chăm sóc sức khỏe, nắn chỉnh làm đẹp khuôn mặt cũng như là trên toàn thân, ách tắc trên toàn thân chỉ bằng đôi bàn tay. Ngày hôm nay chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ mà phải nói là giải quyết được rất các cái vấn đề đau đớn của mọi người. Thì các bạn biết là thường các ông bà cao tuổi và thường là buổi đêm thì hay bị chuột rút đó, ở cái độ khoảng 3 giờ sáng. Và đặc biệt là khi mùa đông trời lạnh ấy, thì lại càng hay bị chuột rút. Rồi các cầu thủ đá bóng này khi mà chạy ra sân với cái chạy với tốc độ rất là cao để đuổi theo bóng, nhiều khi lại va chạm nữa thì nó cũng rất dễ bị chuột rút và gây co cơ. Và họ đã phải nhờ những cái bác sĩ để chăm sóc cho cầu thủ ấy, là cho nằm ra sân và lấy gót chân mà túm lấy phần trên bàn chân là để uốn cong lên để cho nó giải quyết cái vấn đề co cơ đó. Bên cạnh đó thì có rất nhiều kể cả chị em phụ nữ lẫn các cháu bé, các cháu học sinh mà phải đi học và chạy các cái môn điền kinh ấy, thì là cũng bị co cơ và chuột rút và rất là đau. Và khi thường thì mọi người nếu như mà không phải là bác sĩ thì người ta cứ lấy tay và bóp vào cái chỗ đau đấy để cho là dần dần thì nó sẽ tản cái cục ách tắc ra, đúng không ạ? Nó có cục co bó ra. Thế nhưng mà ở đây thì ngày hôm nay Hải Vân xin bật mí một cái mẹo rất là nhỏ thôi, và Hải Vân đã ứng dụng cho rất nhiều các bệnh nhân rồi. Tức là từ trên cái đầu lông mày này, các bạn đặt hai ngón tay từ trên đầu mày chiếu gióng lên trên mí tóc trán này, và từ trên này các bạn miết xuống đây vài đường. Tay đặt vào thịt, phần thịt phải chạm đến cái phần xương ở trán đã, miết đậm nhưng mà vẫn êm ái, chứ không phải là đậm để cày cho cái mặt da của mình nó bị chảy chuốt ra. Thì các bạn chỉ miết khoảng 5 đường đến 7 đường thôi, có khi chưa cần đến 7 đường đâu, chỉ vài 3 đường đến 5 đường thôi là cái cục co bó chắc như cái quả cam ở dưới bụng bắp chân của các bạn là đã được giải phóng đi rồi. Và cái điều đấy thì thực sự rất là tuyệt vời. Và đây cũng là cái kinh nghiệm của khi mà ngày xưa là mình học về cái phương pháp diện trần điều khiển liệu pháp của thầy Đỗ Bùi Quốc Châu. Thế nhưng mà được thầy Huỳnh Văn Phích đã truyền giảng về cái điều này. Thì có một cái đồ hình là có một cái người nằm ở trên cái vùng trán này, cái lưng đây, cái lưng là trên mí tóc trán, hai cái chân là đạp xuống cái đầu lông mày, hai cái cánh tay thì xuôi xuống phía dưới đây. Thế thì hai cái chân chính là cái vị trí này, tức là khi mà mình chữa cái chân bị chân là đau này, đầu gối đau mỏi, bàn chân tê bì, rồi là chuột rút, thì chúng ta cũng đều miết ở chỗ này. Mà đây là nó rất là hiệu nghiệm, mà miết là rất là nhanh, chỉ sau vài đường ở đó thôi thì là cái phía dưới chân nó đã hết chuột rút từ lúc nào ấy, rất là nhanh. Thế thì có một hôm là hai vợ chồng mình đi chơi thì là có một cái chị bệnh nhân. Thế là chị mới gọi điện hối hả lúc vào khoảng hơn 11 giờ đêm rồi. Thì chị bảo là cô giáo chỉ cho tôi với, tức là tôi bị cái chuột nó rút ở cả cái bắp chân xuống cả cái ngón cái với ngón trỏ ấy, ngón đầu ngón trỏ cạnh ngón cái đấy, nó cứ quắp xuống này mà tôi lôi thế nào nó cũng không ra được cùng cô ạ. Thế cô chỉ cho tôi cách nào cái, bây giờ đêm hôm rồi thì đi bệnh viện thế nào mà đi, nó quắp cả chân này mà không lôi lại không đi được cơ. Thế là cuối cùng Vân đã bảo là thế giờ chị cứ bình tĩnh, bây giờ chị hãy tính từ trên mí tóc trán, coi như là đầu cung mày này, chiếu lên cái mí tóc trán và chị miết xuống vài đường ở đó, và chị day thêm ở hai cái đầu cung mày này một lúc nữa, miết từ trên này day dưới đầu cung mày này một lúc, sau đó là chị hãy báo lại cho em đó. Thế thì cuối cùng là chị bảo vâng, cảm ơn cô. Thế thì vừa đi được một quãng thôi, thế thì lại thấy điện thoại của chị ấy. Thế thì mới bảo ôi chị ơi, thế sao đấy? Thế thì mình cứ nghĩ là có lẽ là chị nghe chưa rõ ra được cái hướng dẫn như thế, và chị là hỏi lại để xem là cụ thể để làm lại như thế nào, không có lại sợ lại quên. Thế thì vừa mới nghe alo một cái xong chị bảo ôi dồi ôi cô giáo ơi, thì sao mà nó lại thần kỳ đến mà nó như ma ấy, tức là lúc trước mà tôi lôi thế nào nó cũng không ra, tôi kéo tôi lôi thế nào mà nó cũng không ra được, thế mà miết ở đây vài cái thế này mà cuối cùng ở chân cả bắp chân lẫn cả ngón chân nó cũng đều duỗi thẳng ra hết cả rồi. Đấy, thế thì phải nói là rất là kỳ diệu các bạn ạ. Thế thì tất cả các
anh chị em và các bạn là biết được cái điều này thì hãy chia sẻ cho thật nhiều người, đặc biệt là bố mẹ rồi ông bà là những người hay bị chuột rút này, rồi những người mà hay đi chạy hàng ngày, rồi là có thể những người đi bơi lội nữa, thì người ta nếu mà cái khởi động mà chưa tốt mà đã xuống bơi rồi, hoặc là người ta bơi nhưng mà bị gặp bơi lâu hoặc là nước lạnh nữa nó ngấm vào người thì cũng có thể gây chuột rút. Thế nên là các bạn hãy chia sẻ thông tin này với thật nhiều người để nhiều người được hưởng cái điều tuyệt vời từ cái mẹo nhỏ này thôi. Đấy, chúc tất cả các bạn là ứng dụng thành công, và các bạn hãy like và share cái bài nói chuyện này của mình để có thể giúp được thật nhiều người nhé. Và hãy đăng ký kênh của mình để mình sẽ còn chia sẻ với các bạn rất nhiều những cái thông tin bổ ích và lý thú nữa để làm cho cuộc sống của chúng ta nó trở nên tuyệt vời hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.